Một tác phẩm nhỏ nhưng có võ và với một ý nghĩa cực kỳ sâu sắc. Đây là tác phẩm tiểu cảnh Bọ ngựa bắt ve sầu và chim sâu rình bọ ngựa, với một cái ý nghĩa nhân sinh rất là cao cả. Đó là chúng ta khi nhìn thấy miếng mồi ngon của mình thì đừng nghĩ đây là một miếng mồi ngon, mà hãy nghĩ rằng ở đằng sau mình vẫn còn đang có một người khác sẽ rình để bắt mình. Kể ra một câu chuyện thì nó sẽ rất là dài, nhưng với một cái ý nghĩa đó là chúng ta phải luôn cẩn trọng, phải nhìn trước ngó sau, phải biết trên biết dưới, phải biết người trước biết người sau và biết mình biết người, thì chúng ta mới có được một cuộc sống ung dung và tự tại. Nên cái tác phẩm này làm ra để với một cái ý nghĩa rằng chúng ta hãy luôn quan sát mình, nhìn thấy rất nhiều những cái việc rất đáng ở trong tầm tay mình để có thể lấy được, nhưng chưa chắc nó đã thuộc về mình. Và với chú bọ ngựa này, với rất nhiều những cái tay, rất nhiều những cái nanh, cái vuốt để định có thể ăn được chú ve sầu, nhưng thực tế thì ở đằng sau đang có một chú chim lấp ở dưới một cái tán lá để rất có thể là sẽ bắt chú bọ ngựa, và được thiết kế ở trên một cái phôi gỗ, đó là cái lũa của gỗ chắc rất là già, cũng như là có được những cái đường nét nó rất là phù hợp với cái tiểu cảnh này.